Xin chào các bạn, ở đây thì là cái áo Champion bên mình bán, thì đây là hàng rep 11 nhé. Chỗ của mình thì nó hơi bị dư sáng và chỗ khá là chật nên các bạn thông cảm. Rồi ok, cái đây là cái mạc của nó, đây là chữ Champion được thêu chứ không phải là in nhé. Rồi cái tay áo của nó thì cũng là cái logo Champion cũng là được thêu nổi như thế này. Và ở dưới vạt áo thì sẽ có một cái tag. Đây. Và ở đây là một số màu của nó, đây là gọi là màu hồng hồng gì mình cũng không biết nữa, nhưng mà nó lên màu thì y chang như vậy đó. Thì đây là màu xám, màu trắng, màu vàng, màu hồng tươi, màu xanh, màu tím và màu đỏ, thì nó sẽ còn một vài màu nữa. Mình chưa có hàng để show ra cho các bạn xem, thì nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để hình tất cả các màu cho các bạn xem ở đây ha. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn.